Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Đất nước ta chưa bao giờ được như thế này. Vụ việc đã xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội, phố Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đã gây bức xúc trong dư luận. Và sau đây, mời các bạn xem những hình ảnh người dân Việt Nam đang bị Đảng và Nhà nước đối xử ra sao. Lấy từng quả luôn. Thôi bác ơi.